Vâng, FPT xin được lời chào đến các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng Việt Xe Chất với hotline tư vấn là 0947598859. Ngày hôm nay thì em Việt sẽ mang đến cho các bác chúng ta với một mẫu xe đúng nghĩa ngon bổ rẻ, tiền ít thịt nhiều. Hơn 300 triệu một chút thôi nhưng các bác đã có thể sở hữu cho mình được một chiếc sedan hạng C kiểu dáng đẹp, trang bị nhiều công nghệ, nhiều tính năng đến từ ở thương hiệu Kia của Hàn Quốc. Đây là chiếc xe mà bác chủ đã đổi xe của bên em nên để lại. Đi gia đình chuẩn xịn sò các chị nhá, chạy có hơn 7 vạn thôi. Tất cả tình trạng xe thì em Việt cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản, không đâm xô, không tai nạn, không thủy kích ngập nước và hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ để các chúng ta có thể là dễ dàng sang tên đổi chủ. Vậy thì với một mẫu Kia K3 phiên bản số sàn động cơ 1.6 được sản xuất là năm 2015. Một mẫu xe mà các bác có thể thấy là kiểu dáng thiết kế thực sự là không bị lỗi thời theo thời gian. Và như em nói là dù là phiên bản số sàn thôi nhưng mà chiếc xe này được trang bị rất là nhiều công nghệ và tính năng các chị nhá. Đèn bi, đèn led, xi nhan tích hợp trên gương, số sàn 5, con này là số sàn của nó là 6 cấp. Được chưa ạ? Nội thất ghế da, màn hình cam lùi, hệ thống điều hòa 2 vùng. Đấy, các bác có thể thấy là có thể nói là nếu mà như so với Vios thì chiếc xe này nó ăn đứt về mặt công nghệ luôn mà rộng rãi đẹp mắt hơn. Vậy thì với con số hơn 300 triệu dành cho chiếc Kia K3 phiên bản số sàn còn rất đẹp, rất là chất này, thì các anh chị nào quan tâm thì các bác hãy cùng dành một chút thời gian để cùng em Việt theo dõi và đánh giá tổng thể về chiếc xe em đang có tại đây, để các bác có thể xem là liệu nó xứng đáng để các anh chúng ta bỏ tiền ra sở hữu cho mình chiếc sedan hạng C tuyệt đẹp này hay không các chị nhá. Dòng này thì các anh chúng ta về có thể là vừa đi gia đình hoặc là các bác kết hợp chạy xe hoa chẳng hạn cũng rất là ok, đúng không ạ? Một mẫu xe nó kiểu dáng đẹp mà đi rất là tiết kiệm nhiên liệu các anh chị nhá. Vậy thì đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay giúp em vào cái phần đầu xe. Thì các bác có thể thấy thực sự K3 ở thời điểm 2014 cho đến 2016 thực sự là một trong những chiếc sedan hạng C được đánh giá cao về mặt thiết kế. Có thể nói là một chiếc xe đẹp nhất trong khúc ở thời điểm đó. Thì đây anh chị chúng ta có thể thấy ngay với em đó chính là cái phần đầu xe này. Đây, dù là một cái phiên bản số sàn thôi nhá, nhưng mà Kia họ vẫn trang bị cho chiếc xe này với giải đèn LED định vị ban ngày kéo dài dọc theo nắp capo. Hệ thống đèn pha thì cũng được trang bị với bóng đèn bi rồi, và bóng đèn xi nhan là đèn halogen. Mặt ca lăng thì chúng ta có thể thấy là với các cái chi tiết chrome bao quanh. Đấy, và thiết kế dạng hình mũi hổ, đây là cái ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu Kia nhá. Phần đèn gầm phía dưới này cũng được trang bị bóng đèn halogen. Nhưng các bác có thể thấy là cái phần mặt cản trước của xe nó thiết kế rất thể thao, đúng không ạ? Và em quay gần cái đèn pha của nó này, 2015, nhưng các bác có thể thấy chất lượng của chiếc xe này. Một cái điểm mà được K3 được đánh giá cao ấy thì đó là toàn bộ chi tiết linh kiện của xe nó đều được nhập khẩu. Nó nhập theo dạng ba cục về lắp ráp tại Việt Nam. Nó không phải như là Cerato sau này thì các bác có thể thấy là nó được nội địa hóa một phần linh kiện rồi. Đấy, những dòng xe này thì không khác gì xe nhập khẩu, các bác nhìn em đường mép, cabo này. Không một tí khe hở luôn nhá. Xe nó đẹp là chất xe gia đình các bạn. Đấy, người ta đổi xe bên em thì em mới có cái xe nó đẹp xuất sắc như này nhá. Đấy, các bác nhìn cho em này. Đấy, cái đèn bi này, vâng, thiết kế cực kỳ đẹp đấy, đường mép giữa phần thân xe phần cản các bác thấy thẳng tắp như cái chỉ. Chiếc xe này thì được trang bị với la răng đa chấu nhá. Đấy, 16 inch, 4 phanh đĩa rồi. Lốp ở thế hệ này thì là lốp dày béo. Đấy, thì chúng ta thì thấy là giúp chiếc xe đi nó sẽ êm hơn nhá. Đấy, ngoài ra thì các bác có thể thấy là xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu, và cái gương chiếu hậu thiết kế cũng rất là đẹp mắt và tinh tế này. Với các tiết nhựa màu đen ở phía dưới nhá. Đấy, và xe nó zin thì các bác nhìn giúp em đường mép cánh cửa này và đều thẳng tắp tắp. À, kể cả cái phần ba vô lê ở phía dưới các bác nhìn này. Rất đẹp luôn nhá. Đấy, con này thì phải nói là xuất sắc, đúng không ạ? Xuất sắc về chất lượng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có vè che mưa này. Đấy, chủ nhân cũ đã lắp thêm cái chị rồi. Đấy, và các bác có thể là tổng thể đi về phần đuôi phía sau cho em này. Đấy, một chiếc xe mà phải nói là đẹp mọi góc nhìn, đúng không ạ? Vâng. Đấy, thiết kế rất tinh tế và đẹp mắt. Và tiếp tục đi về phần đuôi phía sau nhá, thì các bác có thể thấy nổi bật thì chúng ta có một cái đuôi gió này. Ngoài ra thì cái phần mà em thích nhất của dòng K3 đó chính là cái cụm đèn hậu. Nó thiết kế vừa đẹp mà lại vừa nổi bật. À, chúng ta có thể thấy là cái viền xung quanh của nó là đèn LED nhá. Và khi chúng ta đi trời tối thì nó sáng lên cực kỳ là rực rỡ. Có thể nói là K3 cũng là một trong những mẫu xe mà có tính nhận diện thương hiệu cao. Có nghĩa là chỉ nhìn từ xa thôi, nhất là trong buổi tối thì gần như chúng ta biết ngay là một chiếc K3 đang lăn bánh tới. Đấy, các chị nhìn cho em này, xe đẹp này. Không một tì vết luôn. Đây, cái đường mép này. Đấy, thẳng và liền lạc. Con này thì lốp gai rất là dày nhá. Đấy, lốp này các anh chúng ta đi thoải mái khoảng 3 vạn nữa thì chúng ta mới phải thay. Đấy, cái chi tiết các anh chị có thể quan sát giúp em này, quá ok luôn. Phần đuôi phía sau nhé. Đấy, các bác thấy nó đẹp chưa? Đấy, hơn 300 triệu rồi nhá. Tội gì chúng ta phải đi Vios, Accent làm gì, đi con này nó chất hơn nhiều, đúng không ạ? Đấy, cái chi tiết các bác nhìn cho em theo thời gian này, nhưng mà chủ người ta đi người ta giữ gìn nên là nhìn nó đẹp lét căng luôn. Đấy, các đường mép này cực kỳ liên lạc nhá. Đấy, và xung quanh viền đèn. Và đây em có thể là mở luôn các bác cái cốp để các anh chúng ta thể thấy cái độ rộng rãi mà chiếc xe này mang lại cho các anh chị nhá. Đây thì các bác có thể là mở cái cốp này lên. Thì quý anh chị chúng ta có thể thấy là đây là chiếc xe hạng C chứ không phải hạng B, nên nó rộng hơn so với cả Vios Accent rất là nhiều,
Đúng không ạ? Khoảng cốp này các bác tha hồ để đồ. Đấy, và độ zin của nó thì các bác nhìn cho em những vệt đính tán này. Đấy, xe chuẩn xịn gia đình người ta đi rất là cẩn thận, giữ gìn keo chỉ này, không bất cm là luôn nhá. Từ cái tấm nỉ đấy, các bác thấy là vẫn còn sạch đẹp như này. Đấy, rất ok luôn đúng không ạ? Và phía dưới đây chúng ta sẽ có lốp dự phòng này, đồ đạc kích thay thế này. Và các bác có thể thấy là chủ nhân cũ người ta đi giữ gìn chưa? Đấy, dán cả cách gầm 3M luôn, tăng khả năng cách gầm cho xe nhá. Và phải nói là không chê được, các bác nhìn cho em này, cái vệt đính tán ở bên này nhá. Đấy, từng ốc cốp này cũng nguyên zin như bản. Quá đẹp luôn. Thực sự là một chiếc xe mà chúng ta có thể nói luôn là không chê được về chất lượng các bạn. Vậy thì các bác anh chị có thể ngắm nhìn cho em tổng thể ngoại thất của xe đi. Kể cả phần sơn si bên ngoài thì gần như là các chúng ta mua về các bạn không tốn một đồng sơn si là luôn nhá. Vậy thì bây giờ để giúp các chị ta có thể đánh giá được cái chất lượng chi tiết của chiếc Kia K3 thì em Việt sẽ mở cửa và chúng ta đi vào nội thất bên trong của xe, ok không ạ? Vâng, bỏ ra có hơn 300 triệu nhưng các anh chị chúng ta sẽ có một cái nội thất mà phải nói là trang bị vô vàn công nghệ và tính năng luôn nhá. Đầu tiên thì các bác nhìn cho em là vô lăng 3 chấu này. Đấy, bọc da những con này là da zin mà các anh chị nhìn cho em cái khóe vô lăng này, xe chạy chuẩn có 7 vạn 2 thôi. Quá mới luôn. Các phím bấm các bác nhìn này. Đấy, tắt âm, tăng giảm âm lượng. Bên này chúng ta có ga tự động nhá. Chiếc xe này nó còn chỉnh được độ cứng của hệ thống vô lăng nhá. Đây các bác nhìn này. Đấy, Lomer Sport và Comfort, 3 chế độ độ cứng vô lăng, ga tự động Cruise Control. Đấy, rất là nhiều nghệ đây. Cái khóe vô lăng zin mà các anh chị nhìn cho em này. Mức công tơ bét hiện tại của xe nhé, 7 vạn 2. Cái này em đang chưa để nổ thôi. Đấy, thì nó hiện lên một vài cái biểu tượng check được chưa ạ. Và trên này chúng ta có một cái đồng hồ hiển thị giờ này. Một cái màn hình Android. Chủ nhân cũ đã nâng cấp lên cho các anh chị rồi. Đặc biệt là chiếc xe này được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng lập. Như các bác nhìn cho em cái chi tiết của nó, những phím bấm đây. Để em quay kỹ nhé. Các bác thấy một con xe 2015 nào mà nó còn đẹp như này chưa. Đấy, các phím bấm này không một tí xước sát nhé. Còn rất mới luôn. Đây ạ. Bên trong này chúng ta có hai cổng cắm sạc USB nhé, và tai nghe và cổng cắm tẩu 12V. Đấy, số sàn của này là 6 cấp nhé, thanh cơ. Nội thất thì đã được chủ nhân cũ nâng cấp lên chúng ta với ghế da đỏ, màu cam và đen hai tông màu rồi, rất là thể thao này. Đó, và zin này, ốc cabo này, móc khóa này, cho đến tất cả cái tem mác nhé. Đấy, nguyên zin nguyên bản. Đấy, xe người ta đi gia đình chuẩn xịn sò, chúng ta mua này đi rất yên tâm đúng không ạ? Mà thực sự là chiếc xe này là bác chủ bác đổi xe bên em thôi, thì bên em mới có tapi trên cửa, các bác nhìn cho em này, người ta đi người ta giữ gìn này. Đấy, các chi tiết da này, may chỉ là điểm nhấn này. Đấy, đây đây những cái chị nhìn phím bấm theo thời gian mà led căng như này. Đấy, quá đẹp luôn, tay lắm cửa mà chrome nhá. Trên khu vực bản tablo các bác thấy là cũng được bọc da mềm, nhựa mềm và may chỉ và các chi tiết vân carbon, được chưa ạ? Rất đẹp luôn. Nói chung là nội thất con này thì không chê vào được các bạn. Đây keo chỉ các bác nhìn cho em này. Đấy, không mất cm nào nhá. À, các bác mua này đi nó quá yên tâm luôn. Vâng, giá thì rẻ quá rồi. Vậy thì đây các anh chị nhìn cho em nội thất hàng ghế sau của nó đây. Đấy, ghế thể thao. Đấy, bọc da rộng rãi chưa. Đấy, ngồi thoải mái 3 người lớn nhá, chứ không phải 2 người lớn 1 trẻ em, được chưa ạ? Và đây có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau luôn nhá. Phần chân này các bác nhìn cho em cũng được chủ nhân cũ người ta đi rất là giữ gìn nhá. Nhìn nó sạch, nó không tí bám bẩn nữa luôn, cực kỳ là ok. Đây ạ, keo chỉ này. Đấy, các chi tiết bản lề các bác nhìn này. Tapi cánh cửa thực sự là nó còn rất mới luôn các bạn. Bằng rất mới luôn nhé. Đây các bạn nhìn cho em. Đó. Vâng, tầm tiền này thì tội gì đi Vios Accent là các bác, đúng không ạ? Đi con này nó vừa rộng rãi, vừa sang, vừa đẹp, lại nhiều công nghệ hơn. Nhưng quan trọng nó còn chất các bạn nhé. Chúng ta mua xe đã qua sử dụng là chúng ta mua về cái chất. Nhưng anh chị nhìn cho em một chiếc xe mà người ta đi người ta cẩn thận mà đẹp như này thì không phải lúc nào cũng có đâu. Đấy, chúng ta mua về chúng ta đi yên tâm. Các bạn nhìn cho em tay lắm cửa này, không một tí vết. À, thực sự là rất mới luôn. Táp lô, táp pi các bạn nhìn này. Đấy, cực kỳ đẹp nhá. Đây, cái chi tiết bản lề này. Đấy, nguyên zin nguyên bản từ A đến Z nhá. Đây, bên này các bác thấy là cửa gió điều hòa này, táp lô này. Đấy, tem mác này. Năm sản xuất 2015 nhá. Đây, từ móc khóa này, từ ốc này. Tất cả tình trạng nguyên zin nguyên bản, nó quá đẹp luôn các bạn. Và phải nói là chiếc xe này thì anh chị ta mua về chúng ta không từ gì để chê luôn. Lốp láp gai dày, la răng không một vết xước. À, vậy thì bây giờ để giúp các chúng ta đánh giá độ zin của xe thì em sẽ mở nắp capo chúng ta kiểm tra khoang động cơ của nó nhé. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy 1.6 của chiếc Kia K3 nhé, mà em Việt đang có nhé. Con này thì các bác nhìn cho em là keo dàn cò vẫn còn zin này, tất cả từng lốp không mới vặn nhé. Đấy, keo zin này, các bác nhìn này. Ô, chân máy đây. Được chưa ạ? Da máy rất là tươi vì xe nó có chạy hơn 7 vạn thôi. Và capo này, không mới vặn luôn nhé. Ô, giảm sóc này. Đấy, cái hai nữa chúng ta kiểm tra những cái lỗ tròn ở trên capo nhé. Đây. À, các bác thấy nó tròn veo luôn và không một tí gợn, được chưa? Để chứng tỏ là xe nó không đâm xô, không va chạm nhé. Con này thì cam kết tất cả tình trạng máy số zin nhé, zin rong gần cò luôn các bạn. Con này nó quá đẹp luôn. Đấy, anh chị làm mua được con này thì đi nó rất là yên tâm, phải nói luôn là như vậy, rất yên tâm nhé.
Vâng, vậy thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Kia K3 2015 phiên bản số sàn động cơ 1.6. Và mức giá Việt đang chào bán dành cho chiếc xe tuyệt đẹp này chỉ với con số là 340 triệu có thương lượng cho bác nào thiện chí nhé. Thì trực tiếp liên hệ cho em theo số hotline là 0947598859 để nhận được hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc xe này. Một lần nữa rất là cảm ơn các bác đã cùng dành chút thời gian theo dõi buổi giới thiệu xe ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ nhé. Và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới về tại showroom Việt Xế Chất.